Nhất là đây là tổ chức chúng tôi cũng xin được chính thức bắt đầu xin điểm lớp tuyển thứ hai với một sức tập của các nhà thiết kế có lên chế Xuân Thu Nguyễn và nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, xin được chào đón Dancer Wally và nhà thiết kế. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà đạt được bóng nắp. Dạ, chúc quý vị ạ.